Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chân bản Háng Gàng và xe anh em mình để đây các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với gia đình cụ Bàng là xem tình hình nền nhà đến đâu rồi và lên để thông báo tiếp cho gia đình nhà ba anh em khờ kia triển khai đào đền nền nhà các bạn ạ. Mình cũng đã nghe thông báo của A Báo ra là hiện tại thì máy múc đây các bạn nhìn này, máy múc đã múc đến cái đoạn dưới đường dưới này rồi, nhưng mà do trời mưa vẫn chưa xong được cái tuyến đường này nên là cái nền nhà của cụ là vẫn chưa múc được các bạn ạ, nên là rất là khó khăn đấy. Hôm nay lên để nhất để xem tình hình máy móc, mình cũng dục cho máy để xem là người ta triển khai nhanh nhanh để làm cho cụ với, và thứ hai là cũng lên để xem báo gia đình của ba chàng khờ để triển khai đào bằng tay, tại vì là cái nền của ba chàng khờ này là nó không có đường máy múc lên nữa, rất là khó khăn, và xe thì không lên được, bây giờ đi bộ lên 2 km đường trơn như này các bạn này, rất khó khăn luôn. Chăm theo hồi em. Chào anh ấy. Xin chào. Chào em nhé. Chào anh ấy. Lên đây. Hàng Châu đẹp quá nhỉ. Máy còn đắp chiếu lên này. Cả bản này có mỗi con máy này, nó rất là nhỏ đó. Đào đường đào ấy là đào công trình nhỏ nhỏ là đào tốt các bạn ạ. Xe bà con thì cứ để la liệt theo đường tại vì không lên được dốc, nó trơn quá. Nhau dòng á. Khỏe chết. Khỏe thôi, đi đâu đây? Nó bà già đi thăm con ở trên đó đây. Bà già đi thăm con á? Chào. Đi xe máy à? Em chào anh nhá. Vâng, chào anh. Mưa quá. Nhớ đồng ngà đấy. Không đi được xe máy à? Ừ. Mưa quá không đi được. Anh lên xem máy móc như nào, chưa làm được nhỉ? Dạ chưa. Thế ở máy hơn. Mùng á, mùng cái gì nhỉ? Đi chơi là mùng sửa. Đi nhà chơi nhá. Vâng. Đấy nhìn cái cảnh bà con phải đi bộ. Đi thăm nhà thăm cửa anh em mà cứ phải đi bộ xuống. Trơn quá. Đây là những cái đoạn đường mà hôm trước cái máy múc nó đi qua một lượt rồi đấy. Máy sửa qua một lượt rồi đấy. Nhưng mà cứ mưa xuống là nó hỏng nhanh lắm các bạn ạ. Đường vùng cao là vậy. Đường một mặt này là đá, lấp đất ra bên ngoài thì lại thành đất mượn. Khi mà mưa xuống nó lại trôi đi. Trôi đi cái mặt đường nó nghiêng trở ra nên là đi nó nguy hiểm lắm. Và những cái vỉa đá này nhé, nắng này không sao, gặp mưa lớn suất kiểu này á, đi bánh xe nó cứ quay tít lò, nguy hiểm cực kỳ luôn. Trơn. Hôm trước mình tí ngã ở trên này, đổ xe xuống rồi ấy, may có mấy em gái đỡ. Ngay cái đoạn dốc kia này. Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay là hai anh em cúc bộ. Hôm trước là hai anh em lên được xe máy, lên được đúng một lần. Như thế này mới biết là bà con cuộc sống đi lại nó vất vả như thế nào các bạn. Trời nắng thì đi được, nhưng mà ở vùng cao này vào mùa đông thì nó mưa gần như là mưa vài mấy tháng rồi luôn. Đấy, hôm nọ em dính ở chỗ này đấy. Đổ luôn xe đây, tí nữa lùi xuống đằng này. May có mấy em mới giữ lại cho. Nó trơn lắm nhá, nhìn thế này rồi. Bắn bánh quay tít rồi cái đá này. Đoạn này là đoạn là nửa đường các bạn. Bắt đầu đầu mình ngang với cái tầm mây trôi lờ đờ cái rồi. Các bạn nhìn này. Mây bao phủ xung quanh luôn. Vào cái thời điểm
bắt đầu vào rét rồi các bạn ạ. Mình đi nóng mình phải cởi áo rét thôi, chứ còn ở trên này bắt đầu là rất là rét rồi. Buổi đêm là rét lắm. Và lúc nào nó cũng mây như thế. Những cái vùng này thì ít có trời nắng. Đây, hai anh em đang đi đường thì An Ninh nghĩ buồn quá nên là đi vặt lá ngón các bạn ạ. Trốn nợ. Cây này gọi là cây xóa nợ. Mang xuống đây cho các bạn biết được cây lá ngón. Thật ra là ngày trước mình cũng có biết được cây này đâu. Đi vùng cao thì thấy người Mông người ta hay chỉ. Hoa rất đẹp. Hoa đẹp lắm các bác ạ. Buồn quá, vợ chửi thì làm khoảng 7 lá. Đấy. Này. Cái này đúng là lá ngón hoa vàng đấy các bác. Ở vùng cao thì đấy, đưa lên. Bà con người Mông là cái này là không dám kiêng lắm. Kiêng. Không dám vặt những bọn em đâu. Đây nha các bạn nhé. Nhìn thật kỹ cái lá này nhé. Lá không còn gì ăn luôn. Không có con gì ăn. Không sâu, không sức gì cả. Nhưng mà dê lại ăn. Hoa vàng này. Đấy, cái hoa nó cũng đẹp đây, chứ. Lá nó so le lá nhá. Lá đối nhau. Đây mới là chuẩn lá ngón. Còn nó mà mọc lệch là không phải. Nó cũng lá như này. Nó mọc lệch là không phải. Lá nó phải so le đối như này cơ. Lá đối. Hoa này chắc ngon lắm nhỉ. Đây anh em đã đến trên đầu bản rồi các bạn ạ. Đây, cảnh của bản đẹp chưa? Mây lững lờ trôi. Và đây là nền nhà của cụ Bàng ở đây. Đây cũng đi đánh dấu rồi. Tí nhà cho cô đó. Vâng, đúng rồi, làm nền ở đây nhưng mà máy chưa làm được. Đây các bạn ơi, hôm nào thì làm sẽ đánh đường lên đây, chéo lên đây. Xong lại giật chữ Z sang bên này. Nền của cụ nằm ở kia, ngay chỗ cái cây búi cây kìa. Đó. Khu này thì là đầu bản. Khu này mai sau sẽ có hai cái nhà. Đấy nữa, đây này, bên dưới là một nền này. Và ở đây một nền nữa này. Người ta đào sẵn rồi nhưng mà chưa chuyển nhà ra đây ấy. Cái này nước thì không biết là, chắc là mình nghĩ là có nước. Tại vì là ở đây đã làm được ruộng bậc thang thì ở trên này chắc là kéo nước sẽ có nguồn. Đây này, nguồn nước này người ta kéo ở đâu rồi, về đây này. Thì chắc chắn là khu này có nước. Tại vì người nhà của cụ cũng đã hướng cho cụ lên đây, chắc cũng phải tính đến cái phương án là phải có nước kéo về rồi. Ok, đi anh ơi. Tiếp tục thôi. Xuống cái bãi này. Giờ phải xuống xuống hỏi thăm cụ tí, xong bắt đầu là đi sang bên nhà hai ba anh em kia để bảo người ta triển khai các bạn. Xong là còn gia đình nào khó khăn ở đây thì mình có thể là mình cũng sẽ quay lên luôn để làm cùng một đợt cho dễ. Nho rồng đi đâu thế? À, cô bé này còn nhớ anh phát quần áo năm kia không? Nhớ không? Năm ngoái hay năm kia ấy nhỉ? Nhớ rồi. Anh còn nhớ em, anh vẫn nhớ khuôn mặt của em. Cô bé rất là xinh gái. Bây giờ mấy đứa con rồi? Hai đứa rồi à? Vâng. Đợt đấy là mới, hình như là đợt đấy là mới một đứa thôi nhỉ? Vâng. Nhà đâu? Nhà đây à? Vâng. Ok, về nhá. Anh đi đã. Đi đây. Mình nhớ, vẫn nhớ cái khuôn mặt của cô bé này. Đợt trước bầu hơn, mặt bầu hơn tí, rất là xinh luôn. Bây giờ đã hai đứa con rồi. Đây là con suối thứ nhất các bạn. Suối phải đi qua cái cầu tre kia kìa. Và ở đây có một cái nhà sát với mép suối luôn.
không biết là lũ có dính vào nhà không. Nhưng mà nghe dân bản vào chỗ này nếu mà nước lên thì nó phải lên tầm 1 mét. Mét hơn mét nước cơ mà. Chắc là nhà này nếu mà lũ to nó cũng phải vào nhà này chứ. Mấy nhà dưới kia nữa. Đấy. Suối nước trong veo luôn. Này thì tốt là nuôi nuôi vịt, nuôi ngan. Ở đây sao họ không làm cái cọn nước để ấy nhỉ? Cọn nước để dã gạo nhỉ? Chơi kiểu quay. Để nước trong, nước sạch thế này, nuôi cá, cá hồi. Nuôi cá sụt nước lạnh. Nuôi cá chấm được. Nho rồng. Nho rồng. Xin chào. Xin chào. Hả? Ở đâu đây, nhà đâu em? Trên này á? Trẻ trẻ này nhưng mà tiếng Kinh chắc là biết ít. À, vào đến gần nhà cụ Pàng rồi các bạn ạ. Và nhà hàng xóm mẹ em này hỏi thăm tí ra đây xem nào. Xinh gái thế, chạy luôn. Ở đây mọi người đào cái loại một trong những cái sản phẩm của Tây Bắc cái này. Củ sâm cau này các bạn này. Ngâm rượu. Còn bên này là củ khúc khắc pha nước này. Nói chung là đi bản này thì có nhiều cái sản phẩm nó cũng khá hay. Bán không? Ra đây xem tí, hỏi tí thế nào. Gái xinh xinh này. Ê, có bán không cô? Không ạ. Rua chi rua. Thơm lắm. Tôi xuống nhà dưới tí đây. Đây xuống nhà cụ Pàng đấy các bạn nhé. Không biết là cụ thì ở nhà thôi, nhưng mà chắc là người con dâu là đi, không biết là đi nương, đi ruộng hay là ở nhà. Còn lô gì đây? Hỏi thăm một tí. Xuống đây để cho các bạn xem là có tình cờ có gặp được người cháu gái đấy không. Quay cho các bạn biết là hôm trước là nhiều người hỏi về cháu gái này thì mình vào đây thì cháu toàn đi học thôi nên là không hay gặp. Đây là lần thứ 3 mình vào nhà cụ nhé. Nhớ thế chị nhớ. Bà ơi. Cứ vào xem. Cụ chắc ở nhà thôi. Ồ, người con dâu không có nhà rồi. Nho rồng. Buổi tối. Tối quá nhỉ. Quay vào và cụ xem có nhìn thấy không đây. Mình vừa đặt bật cái đèn flash lên này. Đấy, một mình nằm ở trong này. Khỏe không bà ơi? Không nghe tiếng đâu, nặng tai rồi. Nho rồng. Không nghe thấy một cái gì luôn. Không nghe tiếng. Một mình nằm trong một cái góc rột nát xuống hết rồi. Mắt bà vẫn, mắt cụ vẫn mở đấy nhưng mà không nghe thấy mình nói. Nho rồng. Đây chưa? Ồ. Nho rồng. Đây chưa? À. Khỏe không bà ơi? À. À, mua dứa. À, ta đây chưa? Hả? Ủa, ta có dứa này chưa? Ờ. Ta đây chưa? Ờ. Khỏe không bà? À. Mua dứa.
Chi bâu lù mông. Dạ. A tú ua chế. Nè lọ. Ua chế. Ua chế lọ. Ờ. Ua chế. Ai có con của bố ua chế lọ. Ờ. Ua chế xúa. Xúa. Con xúa lọ. Xúa. Ờ. Ua chế. Ờ. Đọc chế nghe. Đừng lại mất mất trâu nè. À, bà cụ nói tiếng mông với mình. Anh nói lấy tiếng ua chế nè. Ừ. À, ừ, đang chuẩn bị ua chế. Ua chế. Ua chế. Ua chế. Ua chế giống giống á. Ua chế giống giống cho bà nhé. À. Và quần áo các thứ này. Và mù chế à. Ờ, mù chế á. Ủa là. A tú mù chế á. Ờ. Ừ. Ủa phẩm lên mí sao đâu. Ờ. À. Phẩm mì mí. À. Ở chỗ lãnh thổ là chi bao ở chi bao là chi bao lùa mông à. Ừ, mù chế á, a tú mù chế á. Ờ, chi bao lùa mông là để cho bà ít tiền để mua, để cho con mua sữa các bạn. Ê, sữa thì bùa là tiền nhá, cất đi nhá. Mua sữa nhá. Mua gạo ăn nhá. Có phố trường nặng á, trường nặng mà đắt thì có lô. Đấy. Cho cụ 200 mua mà sữa, bên mua gạo. Mà có vâng. Thương quá. Nằm trong một cái góc này nhìn chiếu chiếc rồi tất cả mọi cái nó đều cũ hỏng. Mong sao là làm cái nền nhanh nhanh để anh em lên đo điếc làm cho cụ nhanh để cho có cái nhà sạch sẽ. Nhìn quá là khổ luôn. A tú mù chế đó. Khổ lên mít sao đâu. Mù chế đó. Mù chế. Ở trong này nó thiếu ánh sáng nên nó hơi tối tí. Tối. Các bác phải thông cảm. Để may có cái bóng điện. Ôi. Đấy. Ok đó. Chế. Bà cứ nói muốn nói chuyện tiếng Mông nhưng mà khổ là mình không biết nói, chỉ biết nói mí mí thôi, đâm ra là khó giao tiếp quá. A tú mù chế. Ờ, đi về anh ơi. Về thôi. Mù chế. Vâng, mù chế. Mình tu mùng tua à? Vâng. Đang đóng cái cửa rồi. Nhà thấp quá bác ạ. Em đi vào toàn phải cui. Đây, nói chị. Từng này. Tập đẹp đó. Máy đây này. Đấy, máy bằng cầm mình ấy. Chưa đến cầm mình đâu. Gọi là siêu nhỏ. Mong sao cái thời tiết ủng hộ để cho làm cái nền được nhanh. Khi mà làm nền xong cái là bên mình lên đo một cái về làm có mấy ngày thôi mà là xong khung nhà rồi. Gặp với cụ ở nhà này. Thì nữa mình sẽ bảo người nhà của cụ sẽ giục máy xúc các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên kia để thông báo cho nhà kia làm nền nốt. Tí nào. Ừ. Nhau, chế chi nhau. Anh em không có nhà à? Ừ. Muốn mình ở nhà thôi á. À ra đi đâu rồi?
Muốn mua tê à? Dù tú nhu. Tú nhu hả? Ừ. Vợ của Trần nhà Châu. À đây vợ đây đấy. Phải không? Vợ của A Gia đây à? Ơi, tụi mình chơi mất thì mà có hai. Ồ, đây này đây này. Hôm nay lại gặp đứa em gái của hai anh em vào đây. Ủa áng rồi, ủa chế. Đây vào đây xem. Thấy chú bằng nhất chế quá. Tụi em gái. Chào em nhá. Nhớ rông. Nhớ rông. Bao hả? Mình tờ. Hả? Đây là hai anh em hôm nay lại không có nhà, hôm nay chỉ có cô em gái này thôi. Nhớ rông. Đây là cô em gái thứ ba của gia đình đấy các bạn nhé. Ba anh em đều như vậy. Đó. Khuôn mặt rất là xinh xắn. Nhưng mà không biết gì. À cô ơi, cô đi gọi đi. Đi gọi ai biết nói tiếng Kinh về đây. Bâu lủ xúa về đây nói chuyện với A Tú. Sắp lấy chồng chưa? Chị Bâu à? Chị Bâu lủ xúa à nhỉ? Rất là xinh nha. Xinh gái. Đấy. À, cứ thơ thẩn này thôi. Nhắm mắt ngủ. Không phải ngủ đâu, đang kiểu đang nhìn bếp lửa. Khổ thế nhỉ. Ba anh em lớn cả rồi, ở đây các bạn nhìn nhà cửa như thế này. Mình định lên đây định gặp cái cô con dâu ấy, tức là chồng của A Gia, à vợ của A Gia ấy, nói tiếng Kinh rất là sõi nhá. À, lại hôm nay lại không có nhà. Trân Châu. Mà liên lạc vào đây khó lắm các bạn ạ. Có sóng đâu. Không có sóng điện thoại. Gọi chả được, gọi ai cũng không được. Đây là đôi dép huyền thoại của em gái này. Mình còn chưa biết tên em gái này. Tên là gì? Rồi cứ thơ thẩn chả nói chả rằng gì. Lâu lâu lại nói một mình các bạn. Xin chào anh. Đây là... À đấy, vừa lại gặp thấy em à. Ây da, chả ai biết nói tiếng Kinh vào đây thì ngồi chịu. Toàn chi phâu thế này cũng biết nói. Thế này nhá, bảo gia đình là bây giờ là nhờ người về đào nền, có máy múc không lên ở đây đúng không? Nhờ người về đào nền xong là thuê thợ về làm thôi. Chứ bây giờ chờ máy múc đến bao giờ mà đường này làm gì có đường máy múc lên. Phá qua đường nhà người ta không cho đâu quá à. Đường khả năng là vào được nhưng mà sao? Vật thở máy xúc không vào được không? Hôm nọ báo bảo không vào đường, không vào được. Không vào được á? Ừ. Họ lên bảo gia đình một lần rồi nhưng mà chưa quyết định được là máy xúc hay là người thì xem là nếu mà tập trung mà đào được ấy thì tập trung đào đi. Cái đào lên đây nhiều đường nhiều không? Không là nó chưa biết được cái chùa đất thì không phải này đây thằng cậu kia. Cậu kia nó là không biết nó cho đào nhiều hay không. À đây là không phải đất của mình, đất của người ta. Ui, đất này không phải đất của đất của mình ấy mà từ tải đi bên này thôi, tải đi bên kia là đất của cậu. Ai dạ. Mà gỗ cả... hỏi nhà xem là gỗ đủ chưa. Gỗ còn thiếu. Gỗ vẫn còn thiếu. Rồi. Thiếu nhiều không? Khả năng là chưa biết được cái thợ xẻ nó. Phơ cả chầu nhé. Chầu. Thì tàu nốt. Chưa bỏ là chưa đốn mà. Là... Thế bây giờ hai thằng kia nó liệu nó có đi lấy về được không hay là làm như nào? À, cái là mua. Gỗ á? Ừ. Cũng mà giờ nó không có tiền nữa, có tiền thì xẻ đi được. Mấy ngày thì được. Có tiền bây giờ A Tú sẽ chi tiền để mà... Đi xẻ được. Ừ. Thế thì đi được, xẻ được, thiếu tí thì xẻ bù, tí thì được. Ừ, thì... Thế ấn như chú A Tú thì cho ấn một tí để đàn được. Tiền đấy. Ừ.
Thế thì ai ai có thể đứng ra để làm cái nhà này cùng với gia đình được? Mình là người nhà hay là như nào? Không, mà là công cháu, con chú. Con chú à? Ừ. Mình có đứng ra cầm tiền để trang trải giúp gia đình được không? Mình thì nhiều việc có khả năng là không được. Nói thằng này có thằng... Còn thằng con trai nó để tay nhà chị kia, nó thằng này khả năng là được. À, tức là nhà này 4 thằng à? 3 thằng, 3 thằng. 3 thằng với một em gái này? Vâng. Thằng kia thì không bị sao đâu gì? Không bị sao, không được, cái là không bị sao. Nhưng bình thường. Nó biết nói tiếng Kinh không? Có. Nhưng mà bây giờ không có. Bây giờ không ở nhà? Có, ở nhà đi làm đường. Đi làm đường à? Đó. Thế này nhá. Cái nền thì là nền thì bằng này liệu có đủ cái nhà kê không? Đủ thì đủ, đưa ra nhà nhỏ thì đủ, tức là vì khi như thế là cái một nhà dưới thuê máy số được thì nó để thuê máy số để xô san đất sang bên này một tí. Bên này làm sao mà san được đâu, đi ra đây xem nào. Nhưng mà đào trên kia khả năng là cái nhà gần vỡ nó sang đỡ được, con san đâu đi. Cái này phải đào lên đây chứ, còn cái nền cũ này bé quá. Nó mẹ khơi một chú lật chúa nó. Bé quá. Chú nó ở xứ. Đổn đất xuống đây được không? Khó thế nhỉ. Không đơn giản thế nào các bạn. Bây giờ tính phương án kiểu gì bây giờ đào? Mảnh có con giá. Lấy chút làm sao lên được, lên được nào? Không biên. Thì có dòng này. Mình đào mình rất. Nó dễ đào cho nó bạc. Con đào như cái của áp thành. Thế bây giờ dỡ đi thì nhà này ở đâu? Nhà này ở nhà, bánh nhà này được mà. Thế thì nhá, về bảo ông con trai cả của nhà bà này là lấy số điện thoại nhá. Một là gọi điện, hai là ra ngoài kia để A Tú sẽ giao tiền. Ví dụ như là cái nền này hết bao nhiêu tiền này thì bảo cái ông máy múc lên. Ông xem là ông làm lấy bao nhiêu tiền. Đưa tiền ăn cho để dỡ cái nhà này đi. Chuyển hết các cái cột kèo này đi để máy múc người ta làm. Đấy, sau khi làm xong thì bắt đầu A Tú sẽ thuê thợ. Đấy, cái nhà này nữa, các ông thợ lấy 18 à hay là 20 hay là bao nhiêu thì A Tú sẽ chính thức làm với việc với cái người người ta làm gỗ này. Đấy, người ta bào đục đẽo xong, lắp đặt xong. Đấy, xong bắt đầu là dựng lên. Đấy, Plo này thì mua. Ông nhưng mà ông con trai cả cái phải chịu trách nhiệm là phải nhờ được anh em chở Plo từ dưới kia lên đây. Vâng, được khả năng là được. Đấy. Bây giờ phải tìm một cái người đứng chịu trách nhiệm, chứ còn bây giờ như cô này giao tiền cho cô này làm sao mà làm được. Kia là tiêu hết thì. Tiêu hết mà không biết làm một cái gì. Tối nay nhá, hoặc là chiều nay thằng em kia về thì bảo xuống A Báo. A Báo có số nhá. Có số. Gọi điện cho A Tú. Tối nay gọi nhá. Để xem lên làm việc luôn với cái máy xúc là đào đến đâu, cô định đào đến đâu? Đào đến đâu được? Đào đến nó. Ủa lên chỗ nào? Ủa áng. Ủa ăn mà ô chỗ tủ lạc cả mà bây giờ ăn mày là 8 chân con. Không có bán hoạt chỉ cả chút tốt lo. Nó phải làm lên đây khoảng 2 mét quá à. Chiều lên chứ kia. Đào cái nền đấy. 2 mét kìa. Nó phải đào lên tầm này nó mới đủ làm quá. Đến đây quá. Cái này thì sợ nó hít tú đớn. Mà tôi em kiểu nó tôi mà thinh cả mà như chùa nhà nó sẽ mệt ốc này. Không còn cái nền, không còn chỗ nào khác à? Còn đó, không còn đâu. Ừ, dạ. Các bạn ơi, về cái nhà này thì cũng khá là phức tạp đấy, không phải đơn giản đâu. Nhất là địa hình đất nó hẹp này. Thứ hai là không có người chủ trì đứng ra làm thì mình cũng phải nhờ anh này để liên lạc với ông con trai cả của nhà này. Tức là có 5 anh em thì ba anh em này bị thôi, còn một anh lấy vợ đằng kia là vẫn bình thường các bạn ạ. Thế nên là mình phải cố gắng liên lạc nào được cái ông anh kia để đứng chịu trách nhiệm làm cái này, chứ không là mẹ cũng chẳng biết gì cả, mà ba anh em thì như thế rồi. Đấy, rất là khó khăn luôn. Thì cái này thì nếu mà máy múc lên làm được thì máy múc lên thuê máy múc làm tốt, nhưng mà cái chỗ đổ đất nó cũng cả là vấn đề. Mà máy múc không làm được phải thuê người, mà lại phải dỡ nhà xong mới đào được. Cái nhà này làm phức tạp đấy các bạn ạ, không đơn giản tí nào đâu. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp xuống dưới này. Còn 1-2 hộ nữa để thấy tiểu bản nhờ A Tú để giúp đỡ cho những hộ đặc biệt ở đây. Chúng ta lại tiếp tục đi xuống phía dưới này. Còn hộ nào thì làm luôn một thể cho nó dễ.
Mùng chén á. Cầm này đi. Có một ngày thì được, một ngày thì không ở được chạy đi. Mùng chén á. Cái này á. Ừ. Ừ. Đang đi không biết chạy. Ngày không biết chạy. Đây tiếp tục được anh em này dẫn đi hộ, đây là hộ khó khăn thứ 3. Thì mình ở ngoài nhìn thấy có cái chảo, vừa em vừa bảo là được nhà nước hỗ trợ cho nhà, gọi là nhà chú này, không biết là gọi chú gì nhỉ? Tinh á, Gia. A Gia. A Gia. Được nhà nước hỗ trợ cho cái chảo với cái tivi à? Một mình một nhà này á? Một mình thôi. Đây. Cái nhà này là liêu siêu, nói chung là rất là khó khăn. Đây, đổ nghiêng đổ thế này. Vào trong nhà xem nào. Chim bao đủ số à? Chim bao à? Chân này què. À, đi nào chú đi vào đấy xem nào. À, chân què què. Đây một mình một nhà đấy các bạn này. À, tức là không có vợ con này. Một mình một nhà này. Neo đơn như thế này. Sắp đổ rồi, cái nhà này liêu siêu rồi. Cái này làm cái gì đấy? Chú này chịu bè. khó phết nhờ, thấy đan biết bè. Đan lát đây này. Đan bè à? Đan bè. À. Làm cái bè các bác. Lạt đây. Chú trẻ rất nhiều lạt. Đây đồ ăn đây. Một cái nồi cơm, một bát măng ớt. Chú biết thổi khen không? Làm một bài khen thế nào? Có chứ. À cũng biết khen, biết ấy đấy đấy. Có chứ, chú đi ghé. À. Đây. Một mình một nhà đấy các bạn này. Bên này thì có cái tivi nhà nước tặng cho hộ đặc biệt. Nên là có cái tivi. Đấy. Còn đây là buồng ngủ này. Mấy cái loa đài này chắc là hàng xóm cho hay là sao mà có cả loa thế này? Hỏng hết rồi à? Để trang trí nhìn thì rõ hoành tráng. Nhưng mà cái nhà này các bạn nhìn này, nó cái ván này nó siêu đi như thế này cơ mà. Đấy. Chú tên là gì? A gì nhỉ? A Sinh à? Gia. A Gia à? Cũng là hộ neo đơn khó khăn ở đây đúng không? Chân tàn tật à? Vợ thì không có, con không có. Không có con, không có vợ. Cái này một mình này làm cái nhà mí mí. Nhà mí mí chắc chắc ở. Chứ này sắp đổ rồi. Nay vào đây để thăm gia đình chú. Hôm trước cũng thấy A Páo giới thiệu ở trên này có mấy hộ đặc biệt khó khăn, thì cháu đang giúp mấy nhà bà Pàng với giúp nhà trên này. Chipo à? Thì hôm nay vào quay để cho các mạnh thường quân nắm bắt. Có giúp được chú thì bọn cháu sẽ giúp, lên giúp nhà chú. Sửa sang lại, làm lại cái nhà. Khó khăn quá, nhà thì liêu siêu sắp đổ này. Vừa vách vừa ván. Không có con có cái gì cả, nó gọi là nhà này gọi là nhà neo đơn các bạn. Đây. Nhìn thì rộng rãi đấy nhưng mà không phải đâu các bạn ơi. Đây nhìn cái chân cột này các bạn nhìn nhé. Nó siêu đi hết rồi, cái chân ván chân vách này. Đấy. Đây này. Mục hết rồi. Đây các bạn nhìn cái cột này biết này. Chân cột. Đây cái chân cột đây này. Cái phương thẳng đứng nó phải thẳng ở đây cơ mà. Thẳng đây này thì mới là thẳng. Đấy, nhưng đây cái cột này đây, cái cột này. Nghiêng đi này mà. À đây cái cột bên trong à? Đây. Cột đây. Nhà này nhà chôn cột. Chắc làm lâu lắm rồi, siêu vẹo đi hết rồi. Lâu rồi, nhìn là. Nhà này giá trị nhất ở trong nhà của chú là có một cái tivi của nhà nước cho. Chứ còn cả một cái nhà mình thấy là vườn không nhà trống các bạn ạ, không có một cái gì luôn. Nhưng mà được cái chú này cũng có vẻ là quét dọn sạch sẽ nhỉ. Ông chăm quét nhà. Đây là bát đũa ăn của chú.
trên mái này thì cũng kia có nhiều lỗ rột kìa, ở bên kia. Đấy. Đây là hộ thứ ba mà kênh nên quay đi các bạn. Đó được rồi, xin chào nhé. Nếu mà có Mạnh Thường Quân giúp gia đình chú làm lại cái nhà cứng cáp hơn thì cháu sẽ lên báo nhé. Ủa chế mí mí chắc chắc ở. Chứ cái này gió thì đổ. Cái này là trong đó không có gió rồi chứ kia thật, nó đổ. Gió nó đổ thật chứ nghiêng lắm rồi này. Mù chế á. À tôi cũng mù chế. Xin chào bà. Cháu chào chú nhá. Mù chế á. Vâng. Chú này gọi là chú gì nhỉ? Gia. Gia. À Gia. À Gia. À Gia này cũng đặc biệt đấy. Chân thì tàn tật. Cột đấy. Cột đấy nhá. Mục hết rồi đây này. Bóc tay ra còn được đây này. Cái đá lòi này. Đấy, kê cả đá vào đây này. Đấy. Nhà đấy. À, các bạn ơi, cả buổi sáng hôm nay thì anh em đã quốc bộ lên đây để cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cùng biết để nắm bắt tình hình rồi. Về nhà cụ Pàng ở dưới này thì sau 3 ngày mưa thì máy vẫn chưa làm được, thì chắc là khoảng ngày mốt, ngày mai, ngày kia thì mới làm được. Còn nhà ba anh em khờ kia thì là cũng khá là khó khăn về cái nền nhà, về cái địa hình. Mình đã lên kế hoạch là tìm một con trai cả của ba anh em đấy, là sẽ chịu trách nhiệm và sẽ liên lạc ra với mình để cùng bàn bạc tìm phương án làm đấy. Còn hôm nay thì quay tiếp tục một hộ gia đình nữa, đó là gia đình chú Gia đấy, chân khuyết tật và đơn thân ở một cái ngôi nhà sắp đổ. Mình phải gọi là cái nhà ngôi nhà sắp đổ, nó không giữ vững nữa. Thì cũng rất là mong các Mạnh Thường Quân cùng giúp đỡ tiếp tục một hộ nữa, đó là hộ gia đình chú Gia. Còn mình sẽ khi nào mà trời thời tiết nó nắng ráo lên thì bắt đầu triển khai, thì triển khai các nhà cùng một lúc luôn thì cho nó dễ. Ok, và có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn khi mà thời tiết đẹp, sẽ bắt đầu triển khai từng nhà một các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái tập phim tiếp theo. Mùng chế. Chế.